Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là chiếc đèn pin đội đầu mini, nhìn rất là nhỏ gọn. Và đây là đèn pin có thể sạc nha các bạn. Đèn thì là đèn siêu sáng. Lúc nãy mình test rồi nó rất là sáng luôn. Và ở trên đây có một cái cục để mà cản, để khi mà vận chuyển nó không có bị chạm vào sẽ hết pin. Đấy, gỡ cái đèn đen này ra trên cái nút nhấn. Bây giờ mình nhấn test này, đấy rất là sáng luôn. Với một cái giá rẻ mà đèn như vậy là ok lắm. Hiện giờ là ban ngày mà chiếu rất là ok luôn. Mình sẽ có một clip test vào buổi tối để xem cái nó như thế nào. Đây, cái cổng sạc này có cái đồ cao su đậy lại. Đấy, đây là rất là kính, chiếu khá xa. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.